Mến chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại mình Quyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, sai mãnh buồn bực thăm dò ra ngoài mà nhìn ra. Quả nhiên, ở cửa nhà mình có bốn chiếc xe ngựa. Hắn định xuống xe đi xem thế nào. Chỉ nghe mạnh thiên sở hàm hồ nói. Làm sao thế? Sai mạnh bây giờ vội vàng nói. Hồi bẩm mạnh ra, cửa nhà ta đột nhiên có bốn chiếc xe ngựa. Thế nhưng cũng không có người đến hỏi tới. Ta thấy dường như là mấy vị phu nhân đi ra ngoài rồi. Hoặc người hầu lười biếng, chưa kịp báo khách. Mạnh thiên sở mở mắt, vén rèm lên nhìn một chút, tình càng ngủ, quen mùi hắn giật giật, khẽ nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ, làm sao lại tới nhanh như vậy được? Ngoài miệng lại nói, đại khái là trong nhà lại có khách đến, người đi xuống bảo phu xe từ phía sau cửa hồng đi vào. Chúng ta ở chỗ này xuống là được rồi. Mạnh thiên sở đi tới cửa, tới cửa rõ ràng có hai người mình không quen biết đứng ở đó. Trên khuôn mặt không chút thay đổi, đang muốn vào cửa hai người kia mắt lộ hùng quang tiến lên ngăn lại lão hà đầu cửa sành vội vàng tiến lên giải thích đây là lão ra nhà ta hai người kia nghe vậy vội vàng chắp tay thì lễ cùng lên tiếng nói mạnh ra đã thất lễ rồi mạnh thiên sở chỉ nhìn thoáng qua trong lòng nghĩ kiếm công tử à không không hẳn phải gọi là hoàng thượng cải tràng vì hành lại còn bảo cái gì mà che giấu hành tung thế mà còn đem những thị vệ này đặt ở cửa nhà mạnh thiên sở đi vào cửa lão hà đầu vội vàng đuổi theo nhỏ giọng nói lão già những cách nhân hôm nay tới là người nào vậy thành thế so với từ đại nhân cùng tư mã đại nhân còn muốn lớn hơn nữa mạnh thiên sở lạnh lùng cười một tiếng nghĩ thầm lần trước đã biết nghiêm quản gia kia chính là nghiêm tung tự nhiên hiểu người kia chính là hoàng đế đã tới nhà mình bất quá mạnh thiên sở đối với chuyện này cũng không có hứng thú cái gì mà hoàng đế hay không phải hoàng đế? Nhất là sau khi thấy bộ dáng kiếm công tử kia, trong lòng càng không có hứng thú, đối với vị hoàng đế, càng ngày chỉ biết luyện đan, không để ý tới triệu tránh. Nếu không, tại sao có thể để cho nghiêm tung phía sau, Chuyển chính cho được? Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở dừng bước, xoay người hướng cửa đi ra. Lão Hà đầu thấy Mạnh Thiên Sở không vào cửa, ngược lại lại đi ra ngoài, cảm thấy nghi ngờ, vội vàng đuổi theo nói lão già ngài vừa mới trở về tại sao lại muốn đi ra ngoài nữa đây trong nhà không phải là có khách nhân tới sao mạnh thiên sở ngừng bước nhìn lão hà đầu đã càng ngày càng già yếu một chút trong lòng dâng lên một tia thương tiếc nói lão hà đầu người là quản gia không nên lao lực lo lắng quá nhiều chuyện có một số việc có thể để cho người hầu đi làm thay cho mạnh thiên sở vô cớ nói ra như vậy làm cho lão hà đầu nhất thời không kịp phản ứng kinh ngạc nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cười nói, những cách nhân này cũng không có nói là tới tìm ta. Ta đi ra ngoài một chút, gần đây gặp nhiều khách quá, có chút cảm thấy mệt mỏi. Lúc bây giờ, lão hỏa đầu cười nói, lão già, làm sao biết là không tìm ngài đây chứ? Mạnh Thiên Sở hà hà cười to mấy tiếng, làm cho hai thị vệ cành cửa kia cũng gắng Mạnh Thiên Sở mà nhìn. Mạnh Thiên Sở vội vàng che miệng của hắn lại, sau đó đã quay đầu nhìn một chút. Bây giờ, những người trong đại sảnh không muốn những người kia nghe thấy. Mạnh thiên sở bây giờ cười mà nói. Rõ ràng là tốt lắm, ta đi đây. Mấy ngày qua đại khái làm cực khổ cho người rồi. Người hãy cố gắng lên một chút, thật là cố gắng đấy. Đừng có mà lười nhác, tiếp khách cho tốt biết chưa. Lão Hà đầu vội vàng cung kính cười nói. Lão già, nội tài tuyệt đối không có cực khổ gì, nhưng ngài hiện tại đi ra ngoài thật sao? Ta thấy người ngài không được khỏe, giống như có chút say rượu, không có gì đáng ngại đấy chứ. Sải mãnh tiến lên nói, không có sao đâu, ta vẫn đi theo mạnh ra mà. Lão hà đầu nhìn mạnh thiên sở cùng với sải mãnh mới vào cửa, đã lại đi ra ngoài, đang buồn bực. Chỉ thấy Hạ Phượng Nghi mỉm cười từ trong đại sảnh đi ra. Hạ Phượng Nghi nói, Lão Hà Đầu, ta mới vừa rồi nghe thấy Hình như người đang ở đây nói chuyện với ai có phải không? Là ai tới thế? Lão Hà đầu nhìn ra cửa đã không còn thấy bóng dáng mạnh tiền Sợ hay người bọn họ nữa, liền nói: Vâng, là lão gia, thưa đại phu nhân. Hạ Phượng nghi kinh ngạc nhìn lão Hà đầu vẫn không nói gì. Lúc này Ôn nhu cũng đi ra, thấy Hạ Phượng nghi kinh ngạc nhìn lão Hà đầu, liền cười mà hỏi: Làm sao thế? Tỷ tỷ mới vừa rồi gặp Hoàng thượng cũng không có kinh ngạc như vậy cơ mà. Hạ Phượng nghi vội vàng ra hiệu ý bảo ôn nhu nói nhỏ một chút, sau đó quay đầu lại nhìn chung quanh. Chỉ thấy tả dây âm, một thần chính trang, đang cùng hoàng thượng hứng thú nói chuyện. Nam nhân cao gầy bên cạnh, một bực là ở bên hầu chuyện, không dám nói cười to, thỉnh thoảng mỉm cười một chút, thoáng qua rồi biến mất. Thật ra thì 20 ngày nữa, tả dây âm mới có thể xuống đất ra cửa. Bật qua hôm nay, tình huống như thế này xảy ra, tả dây âm cũng không thể nào không xuống giường. Ai mà biết, hoàng thượng nói đến là đến ngày chứ. Cũng may tả dây âm đã gặp hoàng thượng rất nhiều lần nên nhận ra, nếu không hôm nay cả cái nhà này, bao gồm cả ôn nhu, đại khái cũng chỉ cho rằng thường nhân này từ đầu chui ra mà thôi. Hạ Phượng Nghi đem ôn nhu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói. Lão già vừa mới trở về, biết trong nhà có khách nhân đến, lại đi ra ngoài mất rồi. Ôn nhu nhìn ra cửa một chút, sau đó cười trộm nói. Lão già đại khái đã đoán được là ai tới cửa, tỷ còn không biết tính tình của lão già nhà mình sao sợ nhất là giao thiệp với người ở kinh thành hoặc là người ở trong cung. Hôm nay, lão già ngay cả chức sử già cũng từ cả rồi. Nếu không phải bởi vì giai âm là vũ linh thiền sư mà hoàng thượng vẫn coi trọng, chỉ sợ lão già lại càng kinh thường hơn. Hạ Phượng nghi thử suy nghĩ cũng cho là đúng, liền lèn lén cười trộm. Bên trong, nghiêm tung tới ngoài cửa, hai đứa nhân xinh đẹp tuyệt sắc đang cười trộm như vậy. Trong lòng đã ẩm thầm bật cười. Hắn là một người thông minh, quan sát người khác là bản lãnh của hắn. Nói gì đến lời nói, nói gì đến học vấn. Những điều này là do rèn luyện mà ra. Nhưng lại có vài thứ, ví dụ như định nọt, a à định hót, tùy cơ ứng biến vần vần. Đây chính là bẩm sinh đã có trong máu tủy. Nghiêm Tùng hiểu rõ ra tính hoàng đế như con sâu nằm trong bụng. Đời này có thể làm con sâu trong bụng hoàng đế như vậy là chuyện vinh quang. Phải biết rằng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm được như vậy đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Thiên Sở ở bên Hồ Tây, thì hắn đã biết tất cả tình huống của Mạnh Thiên Sở, thậm chí biết cả quá trình Mạnh Thiên Sở lớn lên. Hoàng đế đối với tả dài âm vẫn là nhớ nhung, bởi vì là tháng trước, một người tên là Hoa Lăng Thiên Sư hiến đàn cho Hoàng đế. Anh ngờ Hoàng thượng ăn vào bị táo bón mất vài ngày, khiến cho Hoàng thượng phát họa không nói, lại còn làm cho Hoàng thượng mập lên, sưng cả mặt. Thật sự trông rất ái ngại, cho nên hoàn thượng trong cơn nóng giận sai người đem người nọ đưa đến phòng luyện đan thiều thần thành tro đem bón cho hoa có câu nói thật hay gần bua như gần cọp nghiêm tùng tự nhiên hiểu được trong chuyện này lợi hại như thế nào am hiểu ảo diệu sâu trong đó cho nên hắn không có bị đả kích quá lớn ngược lại hắn lộ ra vẻ hết sức tự tin thậm chí có thể nói là lo lắng mười phần hắn thầm nghĩ nhất định phải làm nhân trùng dân tài kiệt xuất mới bằng lòng bỏ qua cuộc đời này lại nói mạnh thiên sở kia thật ra thì kiếm công tử đã sớm biết lại lịch bốn người cứu người ở bên tây hồ đứng bên cạnh nghiêm tùng còn có hàng châu đông xưởng trần tinh băng hắn đối mại mạnh thiên sở tự nhiên là rõ nhìn lòng bàn tay hắn cũng biết mạnh thiên sở chính là sư già của nhân hòa huyện về phần từ vị cùng tư mã nho kia thì không cần phải nói tư mã nhỏ đừng ra tính bộ tay cất nhấc lên đến trước quản gia hoàng cung mà từ vị mặc dù không gặp qua thế nhưng sớm đã có nghe nói đến, thấy bà người bọn họ ở có chút tài nghệ, thế nhưng nghe nói từ vị là dù có thông tuệ nhưng rất là cuồng vọng cũng không kiểm chế được. đối với người bình thường hắn vốn khinh thường không để ý tới, cho nên được cùng từ vị kết giao phần lớn tất cả đều là những người từ vị xem trọng, mà con mắt nhìn người của từ vị tự nhiên cũng sẽ không mấy khi sai. Sau đó nghiêm tung bị hoàng thượng chỉ thị lén cùng mạnh thiền sở đi dạo bên tây hồ ngoài mặt thì nhìn như tán gẫu trên thực tế chính là muốn xem kẻ hậu sinh này có tiền đồ phát triển hay là không thật sự không làm cho nghiêm tung thất vọng mặc dù mạnh thiên sở so với tử vị thêm một chút toàn tính và giành lợi nhưng so với thông tuệ cùng cơ trí cũng tuyệt đối không dưới tử vị nghiêm tung sau khi trở về hội báo chi tiết tình huống cho hoàng thượng hoàng thượng cũng rất hài lòng bất quá hắn quan tâm nhất hôm nay không phải là mạnh thiên sở mà là việc tả giai âm khi nào mới có thể luyện thành tiên đan trường sinh cho hắn. Việc này so với cái gì cũng là trọng yếu nhất. Hoàng thượng coi trọng chính là tả giai âm. Trong mắt nghiêm tùng khi trước, Tại giai âm còn là thiếu nữ ngây ngô, có chút thành tục, ý nhị của một cô gái xinh đẹp. Rời khỏi hoàng cung, mặc dù đã hơn một năm, nhưng ở trong mắt của giả tĩnh, vũ đình thiền sư ngày càng trẻ tuổi xinh đẹp làm cho người ta kính trọng. Nghiêm tùng thấy hạ phượng nghi cùng ôn nhu ở bên ngoài cười trộm, liền biết mấy tiếng nam nhân nói chuyện mới vừa ở ngoài cửa kia hẳn là mạnh thiên sở. Như thế có thể nói, mạnh thiên sở kia cũng là giống như mình đang giả bộ ngu. Hắn có thể vào cửa rồi coi như hắn thật sự không biết người trong phòng này là ai. Bật quá, hắn lại tiến vào, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Điều này không phải đã nói lên hết thảy vấn đề rồi sao? Bật quá, hành động này của mạnh thiên sở thật khiến cho nghiêm tùng có chút thích thú đối với tên tiểu tử này. Hiện tại, người giống như mạnh thiên sở không sợ quyền quý, không thấy người sang bắt quàng làm họ thật là hiếm thấy. bất quá từ mấy ngày trước cùng mạnh thiên sở nói chuyện mà xem xét mạnh thiên sở hẳn là một người tính tình thẳng thắn. nghiêm tùng ngồi ở một bên suy nghĩ lung tung. lúc này chỉ thấy hạ phượng nghi cùng ôn nhu vẻ mặt đã khôi phục lại nét tự nhiên. hai người cung kính đi vào cửa hành lễ với hoàng thượng. hạ phượng nghi nhẹ nhàng nói: vạn tuyết ra, người xem có muốn ăn chút gì không? Hạ Phượng Nghi nói chuyện trong thanh âm rõ ràng đang phát run. Nghiêm Tùng bên cạnh nhìn thấy vậy, trong lòng cười thầm không ngừng, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc như cũ, ánh mắt nhìn thẳng, không biết đang nhìn vào ai. Hoàng thượng cùng tả dài âm đang nói chuyện, đến là cao hứng. Thế Hạ Phượng Nghi lúc này hỏi việc ăn cơm, sắc mặt tiền lập tức không vui, sầm mặt xuống. Hạ Phượng Nghi vừa thấy như vậy, bị làm cho sợ, đến chân cũng muốn mềm nhũn. Tả dài âm thấy thế, đối với Hoàng thượng kẽm mỉm cười nói, vạn tuế gia thân thể khỏe mạnh là trọng yếu nhất hơn nữa đàn dược tốt cũng cần ở tại thân thể khỏe mạnh mới có tác dụng tốt nhất ngài hay là dùng một chút thức ăn gì đi sau khi ăn xong bần đạo lại cùng người hàn huyền tâm sự cũng không muộn hoàng thượng đang muốn nổi giận thế tả giai âm vừa nói như thế cũng không muốn giận nổi nữa phật phật tài nói như vậy như vậy thì đem cái gì lên đây cho ta ăn qua qua cũng được nghiêm tùng vội vàng đi trước một bước để cho một công nữ bên cạnh đi theo vị lê hoàng thượng. Còn mình thì đứng dậy, trước tiền lùi bà bước, sau đó vội vàng hướng đi xuống phòng bếp. Thật ra thì phòng bếp, bếp trưởng cũng là đầu bếp bảo hoàng thượng tự mình mang đến. Con là cải trang vi hành cái gì? Nhưng giả tĩnh là trời xanh, trong nhùng lụa sung sướng rồi. Cuộc sống xa hoa, lãng phí đã đổi danh. Thật ra thì lần này, hắn chính là nghe một vị đạo sĩ nói là nếu muốn trong vòng một năm dường khí đủ đầy, thì nhất thời phải đi xuống hạ lưu trường giang, hưởng linh khí của trời. Như vậy mới có thể có lợi cho thân thể. Lại nói đúng lúc, tên hoa lăng thiền sư xui xẻo kia bị giả tĩnh trong cơn tức giận giết đi, đem thần xa của hắn làm phân bón trồng hoa mẫu đơn. Hôm nay, mẫu đơn thật sự nở rất đẹp. Bật quá, cũng chẳng có mấy thiền sư hiến đàn cho hoàng thượng. Cho nên hoàng thượng hết nhớ nhung vũ đình thiền sư A Hàng Châu xa xôi này. Lần này cải trang vi hành. Trên thực tế, chính là hoàng thượng lấy việc công làm việc tư đến thầm tả giai âm về phần chuyện vi hành cũng đã tấm lá chắn để giả tĩnh ngụy trang mà thôi mạnh thiên sở mang theo sải mãnh đánh xe trong chuỗi trên đường bất trì bất giác đã đi tới phủ hàng châu mạnh thiên sở ngồi trên xe vén rèm lên trên chợ cũng bắt đầu vắng người dần đột nhiên mạnh thiên sở nghe thấy sải mãnh thét đến một tiếng còn chưa kịp phản ứng đã thấy thần thể của mình phảng phất như bay lên trên không trung từ trên cái bằng ghế ngồi bay lên, sau đó ầm một tiếng, sau đó là tiếng hét thảm của mạnh thiên sở. Mạnh thiên sở nghĩ thầm, xong rồi, cái mông của ta giáng xuống dập hết cả rồi, đau quá đi. Xài mãnh, người đang làm cái gì đấy? Người cho rằng trên chợ ít người, người có thể đem trò chạy như bay biểu diễn sao? Đây là xe ngựa, không phải là rôn roi, người đang bưu sát ta có phải không? Nguyên nhân là phía đối diện đang lao tới một chiếc xe ngựa xe ngựa của sài mãnh nhàn nhã chạy ở trên tường đối diện với xe ngựa tốc độ quá nhanh kia đại khái làm sài mãnh kinh ngạc giật mình thắng xe hai con ngựa lướt qua nhau sài mãnh cũng là chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên may là hắn một thần công phu nếu không cũng thể thảm dập mông như mạnh thiên sở sài mãnh đem xe ngựa ổn định trở lại vội vàng vén rèm lên nhìn chỉ thấy mạnh thiên sở với vẻ mặt thống khổ lùm gồm bo dậy hai tay vuốt vuốt cay mông trong miệng thì rầm rì, Sài Mạnh thấy chủ tử sợ hãi, vội vàng tiến lên đỡ Mạnh Thiên Sở mà nói: "Mạnh gia, ngài có sao không?" Mạnh Thiên Sở mới vừa rồi ở trên cái băng ghế nghe vậy, lập tức nhảy dựng cả lên, ai ngờ vơi nhảy, đầu hắn đúng lúc đụng vào trần xe ngựa, lại một âm thanh thảm thiết vang lên. Sài Mạnh thấy Mạnh Thiên Sở bộ dáng thống khổ như vậy, trong lòng hết sức đau lòng lại nói: "Mạnh gia, Sài Mạnh đáng chết." Mạnh Thiên Sở cười cười nói: cái này lại không thể trách người. Con ngựa kia là loài súc sinh. Người chỉ là người cầm cường nó, cũng không có cách nào. Chẳng qua là làm sao ở trên chợ, mà lại cũng bị náo loạn như vậy. Là ai cố ý tác quái sao? Sai mạnh ở trên cái bằng ghế, ngồi thả một cái đệm mịn mềm mại. Sau đó cẩn thận vịn mạnh thiên sở ngồi xuống lại nói. Là một chiếc xe ngựa, tốc độ quá nhanh. May mà hai bên chợ không nhiều người đi đường lắm. Nếu không thì phiền toái to, cũng không biết đi nhanh như vậy làm cái gì cứ như là đi đầu thai vậy đó mạnh thiên sở thích thú nhớ tới một thời gian ngắn trước đó mấy người cùng đi đến nhà ngô triết cũng gặp tình huống xe ngựa và chạm thế này nghĩ tới đây mạnh thiên sở quyết định ngày thứ hai đến thái triều phủ đề nghị với thái chiêu tại thành thị cổ đại cũng phải giống thành thị hiện đại dù là xe ngựa hay là xe hơi cũng đều phải hạn chế tốc độ về phần hạn chế đến bao nhiêu chờ cái mông của mình hết đau rồi nói sau. Mạnh thiên sở đáp, hay là thế này, ta thấy xuống xe đi bộ hay hơn, ngồi không thoải mái cho lắm. Sài mạnh nghe vậy vội vàng đỡ mạnh thiên sở xuống xe ngựa. Mạnh thiên sở đi hai bước, thấy khá là ổn, điên không xoa mông đau nữa. Thiên sở có phải không? Mạnh thiên sở nghe thấy một thanh âm nữ tử, nghĩ thầm là người nào ở trước mặt mọi người thân mật gọi mình như vậy. Quay đầu nhìn lại, thấy là nhụy mẫu trong tay cầm một chút điểm tâm, đứng ở cửa một y quán, miệng mỉm cười đang nhìn mình. Kể từ sau khi Mạnh Thiên Sở nó mình không làm sư gia nữa, thật ra thì ẩn già sơn trại kia cũng không còn quấy rầy hắn. Hôm nay gặp nhụy mẫu, thấy nàng cũng mang vẻ mặt thiện ý hòa đồng, liền cũng cười cười đi tới. Nhụy mẫu nhìn Mạnh Thiên Sở khấp khởi đi tới tò mò hỏi. Thiên Sở, chân của người làm sao khập khiễng như vậy? Sai mãnh một bên cả giận nói. Mới vừa rồi, Mạnh ra ngồi ở trên xe ngựa, Phía đối diện đi tới đây có một chiếc xe ngựa, làm cho ngựa của chúng ta bị sợ hãi, cho nên mạnh giả bị té thôi. Mạnh thiên sở, mình có chút ngượng ngùng, lại nói, tẩu, tẩu tại sao lại ở chỗ này? Sau đó, hắn nhìn vị mẫu đứng ở cửa y quán, miệng liền hỏi, là trong nhà con người bị ốm sao? Nhị mẫu vội vàng lắc đầu đáp, không phải đâu, không phải đâu, ta chỉ là đứng ở chỗ này, chờ Kiều Phong tới đón ta. Thiên sợ, có rảnh rỗi thì tới chỗ ta ngồi một chút, bà ngoại rất muốn gặp người đấy. Mạnh thiên sở cười cười gật đầu, thanh Nhụy mẫu thật giống như có chuyện gì gấp gáp, liền lấy cớ rồi rời đi. Mạnh thiên sở bên này đi chưa được bao xa, khuôn mặt mỉm cười của nhụy mẫu lập tức trùn xuống, xoay người sang chỗ khác, nhìn một người nam tử ngồi ở trong y quán một chút, lạnh lùng nói. Nói với người bao nhiêu lần rồi, người một câu cũng không để trong lòng. Nếu lần sau, ở trên chợ, xe ngựa đá bị hoặc là đụng bị thương người ta, ta thấy lúc đấy kẻ cả những người nói ngươi là phù xe của nhân gia sơn trại trại chủ cũng không có ai cứu được ngươi đâu lúc này từ trong y quán có một cô gái thân mặc bạch y đầu đội đấu lạp đi ra thấy không rõ tướng mạo lắm chỉ nghe thấy từ dưới khăn che mặt truyền ra một câu tỷ à tỷ luôn là nói được mà không làm được ta thấy hắn chính là biết tỷ sẽ không phạt hắn thật nếu không đã sớm thu liếm tính tình chẳng lỗ mãng như vậy đâu ngụy mẫu thấy nàng kia đi ra ngoài lập tức cùng kính nói thiếu trại chủ nói rất đúng xem ra sẽ đánh trời quang mà không có mưa thì sẽ không có người sợ đâu nam nhân ngồi trong y quán lập tức đứng dậy tim đập thình thịch nói tiểu nhân đã biết sai rồi lần sau nhất định chú ý là được bạch y nữ tử hừ một tiếng sau đó lại nói người có làm được chức vụ này nữa hay không còn khó nói nói đến gì cái gì lần sau ngụy mẫu đại đáp Bật quá, ngươi thật là có chút ít lỗ mãng rồi Mới vừa rồi chính là mạnh ra Ta may nhờ hỏi hàn qua mới biết Không có việc gì cả Nếu không, ngươi chính là phạm thượng rồi Nam nhân kia không hài lòng nói một câu Làm sao gọi là phạm thượng chứ Ta vừa rồi không có nhìn thấy hắn là ai Hắn ngồi ở trong xe ngựa Hắn cũng không phải là cái gì Bạch y nữ tử Bỗng nhiên nghiêm mặt quát Càn rỡ Nam nhân lập tức không nói câu nào nữa Lén lén nhìn nhìn bạch y nữ tử kia nhỏ giọng ngập ngừng nói. Vốn chính là như vậy mà, người kia hiện tại cái gì cũng không phải. Bà ngoại cùng nhụy mẫu... Nhụy mẫu hùng hằng nhìn nam nhân kia một cái, lớn tiếng nói. Không được nói lung tung, càng nói càng không có quỷ cụ gì nữa. Đó là nhị trại chủ của chúng ta. Một khi gặp phải, cùng kính là được. Lần sau, nếu để cho tàng kẻ thấy nữa, ta sẽ xé nát miệng của ngươi ra. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng lắc lắc tròi ngựa trong tay, lại nói. Chính là như vậy, cái gì đáng xử lý? Chị dâu không nên mềm lòng, nhưng kẻ như thế này chính là đáng đánh. Ngụy mẫu cười nói, ta thấy là trại chủ ngài thường ngày hay mềm lòng, đối với bọn họ quá tốt, cho nên mới để cho bọn họ cản rỡ như vậy. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới cửa y quán, dẫn ra một đầu tuấn mã đỏ thẫm, nhún người một cái, khinh thần nhảy lên. Một bóng trắng vụt qua, nàng đã ngồi trên lưng ngựa, quay sang Ngụy mẫu nói, chị dâu nói rất đúng, xem ra ta phải hào hào suy nghĩ một chút. Nói xong cầm dây cương, hai chân thúc bụng ngựa, sau đó quát nhẹ một tiếng giá. Đầu tuần mạng đỏ thẫm kia mang theo bạch y nữ tử thật nhanh lao đi. Nhụy mẫu cùng nam nhân đứng đó nhìn nhau một cái, sau đó trông theo bóng lưng bạch y nữ tử kia cười cười. Mạnh thiên sở ở bên này cảm thấy cái mông của mình càng ngày càng đau, không thể làm gì khác hơn là đi về nhà. Mắt nhìn thấy gần về đến nhà, sải mánh nói. Mạnh ra, người đau như vậy, sau khi trở về có tiếp khách không? Mạnh thiên sở cười khổ một tiếng, suy nghĩ một chút, vén rèm lên nhìn phía ngoài đường phố, lại nói, vẫn có thể tiếp khách được. Sai mạnh thấy mạnh thiên sở, muốn nói nhỏ với mình cái gì đó, liền tiến lên phía trước. Nghe mạnh thiên sở nói nhỏ mấy câu, không nhịn được che miệng nở nụ cười. Mạnh thiên sở đánh nhẹ vào đầu sảnh mạnh một cái, nhịn cười nói, còn không nhanh đi, đã không trách người rồi, người còn cười cái gì, nhanh đi, Màn đêm phủ xuống, bầu trời đêm lập lánh vô số ánh sao. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng chó sủa cùng âm thanh ếch nhái kêu trầm tràn. Gió mát nhẹ thổi qua ngọn cây, làm cho người ta không khỏi sinh ra rất nhiều tình ý. Lão Hà Đầu cùng mấy người hầu các đêm ngoài cửa, tựa vào cửa sảnh, ngả nghiêng ngủ gật. Đột nhiên nghe thấy có người hô. Màu tới đỡ giúp ta một tay, lão già say quá rồi. Lão Hà Đầu giật mình mở mắt mà nhìn, chỉ thấy xài mãnh vịn tay mạnh thiền sở đi tới cửa. Lão hà đầu nhíu mày, làm sao lại xảy đến nỗi toàn thân là bùi rượu nồng nạc thế này. Mạnh thiên sở rũ đầu xuống, mấy người hậu bên cạnh lão hà đầu cũng lập tức tỉnh lại, vội vàng đem mạnh thiền sở đỡ lấy. Lão hà đầu nói, lão già uống ở đâu mà say thành ra như vậy? Xài mãnh đáp, tao nào dám hỏi chuyện gì lão già? Chính ta theo lão già đến dưới tửu lâu, lúc sau lão già đi ra đã thành say như vậy rồi. Lão Hà Đầu vội vàng phân phó người hầu đem Mạnh Thiên Sở đỡ đến thư phòng. Xài Mạnh thấy trong đại sảnh hôm nay huy hoàng, liền nhìn thăm dò một chút hỏi, những vị khách nhân kia vẫn chưa đi sao? Lão Hà Đầu lắc đầu nhỏ giọng nói, chưa có đi đâu, nghe đại phu nhân nói, họ đại khái là muốn ở lại nhà chúng ta mấy hôm. Mạnh Thiên Sở thất thành kêu to a một tiếng. Lão Hà Đầu thấy Mạnh Thiên Sở đột nhiên gần đầu a một tiếng thì sợ hết hồn tiến lên hỏi. Lão già, Ngài không xảo đây chứ, có phải là muốn ói hay không? Sai mãnh nhịn cười, đi theo phía sau mạnh tiền sở vào thư phòng. Người hầu cẩn thận đem mạnh tiền sở hầu hạ nằm lên giường, sau đó gọi nhà hoàn tây lào mặt, lau chân cho mạnh tiền sở. Sau đó, hầu hắn ăn cháo đậu cùng uống nước. Sai mãnh xong xuôi mới cho bọn họ đi ra ngoài. Cửa đóng lại, mạnh tiền sở muốn ngồi dậy. Sai mãnh nhìn một chút ngoài cửa thấy không có ai, liền đi ra phía trước nhỏ giọng nói. Ngài tính toán hay lắm, ta thấy chỉ có thể tránh thoát một đêm này thôi. Sai mãnh cho là chẳng qua, mạnh thiên sở chán ghét tiếp khách mà thôi. Trên thực tế, hắn căn bản không biết cái tên mập mạp trong đại sảnh kia cùng nam nhân gầy như là cây gậy trúc là ai. Nếu thật là biết đó chính là đường kìm thánh thượng rồi, ta nghĩ hắn cũng không dám cùng mạnh thiên sở bay cho mà gạt người. Mạnh thiên sở nằm xuống giường, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy ngoài cửa có thanh âm ồn dù đang đến gần. Mạnh thiên sở vội vàng liếc mắt ra hiệu cho sải mãnh Sau đó nhắm mắt, sải mãnh hiểu ý, sau đó mới mở cửa ra. Sải mãnh cùng kính gọi một tiếng nhị phu nhân. Ôn du gật đầu, nhìn mạnh thiên sở ngủ ở trên giường một chút. Người thấy trong phòng nồng nặc mùi rượu, không khỏi cau may, đang muốn vào nhà nhìn kỹ lại. Sải mãnh vội vàng nói. Nhị phu nhân, mùi vị trong phòng thật sự là không tốt lắm. Hơn nữa, lão già mới nằm ngủ, nếu người không xem ôn nhu nhìn sải mãnh một chút lại nhìn mạnh thiên sở ngủ ở trên giường một chút nữa miệng khẽ mỉm cười đi vào nhà sau đó quay sang sải mãnh nói người ra ở cửa coi chừng giùm, nếu có người đến lớn tiếng kêu tên người đó là được sải mãnh không biết ôn nhu có ý gì nhưng cũng không dám cãi lời cho nên nhìn mạnh thiên sở đang nhắm mắt lại như cũ một chút sau đó đi ra cửa cảnh khác ôn nhu đi tới trước giường mạnh thiên sở ngồi xuống khẽ cười rồi nói được lắm thiên sở chớ có giả bộ nữa. Mạnh thiên sở vẫn như cũ, không để ý gì tới. Ôn nhu nói, còn muốn giả bộ nữa sao? Để ta gọi dài âm tới tham chàng nha. Ta không biết chàng là say thật hay là không phải say thật. Nhưng dài âm hẳn là biết đấy. Mạnh thiên sở lập tức ngồi dậy, thấy ôn nhu đang che miệng cười trộm, liền lấy tay nhàng nhẹ nhàng chỉ trán bướng của nàng mà nói. Không qua đổi mắt quỷ tình linh nàng. Ôn nhu ngưng cười, nhìn phía ngoài một chút, nhỏ giọng nói chàng cũng biết cả rồi sao mạnh thiên sở gật đầu khó trách chàng đã giả say thế này mạnh thiên sở cười cười nằm ngã xuống giường nói tiếp ta không cầu vinh hoa phú quý cũng không cầu công danh lợi lộc ta cần gì phải đi làm cái chuyện khúm đúng à rùa nịnh hót kìa chứ ô du gật đầu nói kia biết chàng đang nghĩ gì nếu không chàng đã không giả say bất quá đây cũng không phải là biện pháp hay vạn tuế ra khi tới vừa gặp giải âm cũng chưa có ý định đi ngay Sai âm cũng chỉ có thể ngồi phụng bồi một ngày. Thiệp thấy nàng rất tiểu tụy, đau lòng nhưng cũng không dám nói. Nếu như không biết rõ thần phận vạn tuế ra, tiếp còn dám giả ngu giả dại, lớn mật nói mấy câu gì đó. Nhưng hiện tại biết rõ ràng như vậy, còn nói ra, đó chính là khi quần phạm thượng, Thiệp cũng không dám. Mạnh thiên sở cười, ôn nhu nói hắn cũng hiểu. Hắn cũng biết ôn nhu là một cô gái bộc trực, dám nói dám làm. Mạnh thiên sở suy nghĩ một chút, lại nói, nhìn ta có giống say rượu thật không ôn nhu ghé sát vào người mạnh thiền sở người người qua sau đó nói trong miệng không có mùi rượu mạnh thiên sở đứng dậy đi tới bên cạnh giá sách cầm một bình nữ nhì hồng uống một gụm thật lớn bởi vì phi yến biết mạnh thiền sở thích một mình ở thư phòng đọc sách có lúc thích một mình uống rượu nên tùy ý để trong thư phòng một bình nữ nhì hồng thượng hạng ôn nhu đi lên phía trước đem bình rượu đoạt lấy kinh ngạc nói thiền sở chàng đang làm cái gì đấy mạnh thiên dở cười nói là nàng nhắc nhở ta dại âm thân thể còn chưa được tốt cứ ngồi như vậy làm sao có thể chịu được dù sao cả cái nhà này chỉ có một mình ta là có thể giả ngây giả dại để cho ta mượn chút rượu lấy thêm cả đảm xem có thể để cho dại âm lên giường nghỉ ngơi hay không ôn du vừa nghe vậy nhất thời hối hận vì những điều mới rồi nàng nói thiên sở chàng điên rồi tiếp chỉ nói xong là thôi rồi ngồi trong đại sảnh là đường kìm thánh thượng đấy không phải là người thường đâu ông ta mà tức giận sẽ phải tội mất đâu mạnh thiên sở đáp ta không sợ không đám được phần thắng ta cũng sẽ không tùy tiện làm như thế này ôn du suy nghĩ một chút lại nói chàng đến phòng giai âm sao mạnh thiên sở chỉ ử một tiếng sau đó mở cửa đi ra ngoài mạnh thiên sở loạn choạng đi đến trước đại sảnh Quay miệng lộ ra nét mỉm cười sảy khướt ánh mắt nhìn người trong đại sảnh một chút chỉ thấy trong đại sảnh đang để một cái giường thấp, tả gia âm ngồi ở phía trên, ở giữa còn có một bức rìa tre. Thoạt nhìn, nào có giống đại sảnh tiếp khách, giống phòng gỗ buồng rìa hơn. hoàng đế thì đang ngồi đối diện bức rìa tre, thân thể ngồi thẳng, bộ dáng nghiêm túc. trong đại sảnh trừ tả gia âm, hoàng thượng còn có nghiêm tung, hạ phượng nghi, những người còn lại mạnh tiền sở cũng không nhận ra. đại khái cũng chính là những cùng nữ cùng thị vệ hoàng thượng đem đến. Tạ giai âm nhìn thấy mạnh thiên sở nghiêng người dựa vào cửa. Từ thật ra có thể nghe thấy được mùi rượu nồng nặc. Hạ vững nghi vội vàng đứng dậy đỡ mạnh thiên sở. Lúc này, ôn nhu cũng đi theo mạnh thiên sở tới nơi, vẻ xin lỗi lại nói. Thật là không tốt, dân nữ không cản được lão ra, xin vạn tuyết ra dáng tội. Nói xong, vội vàng giả bộ làm ra bộ dáng tiến lên, đi kéo mạnh thiên sở đi. Mạnh thiên sở bột tay hất ôn nhu ra, chiêu này tự nhiên hơi mạnh một chút ôn dù thiếu chút nữa ngã xuống đất bật quá ôn dù cũng biết ý giả bộ suýt ngã tóm lại hai người phối hợp coi chưa ăn ý hoàng thượng kia lúc này nghe nghiêm tùng đối với mạnh thiên sở khen ngợi không dứt lời thêm sự yêu mến đối với tả dại âm nữa nên tự nhiên không có tức giận cười nói để cho hắn đi vào đi ta làm sao lại người thêm được buổi rượu nhỉ đi ra ngoài uống rượu về rồi sao hạ phượng nghi vội vàng đỡ mạnh thiên sở đi vào mạnh thiên sở trực tiếp ngồi ở trên giường tả dài âm, cởi dây, sau đó dựa vào trên bột đệm êm, lúc này mới nhìn bốn phía một chút. Lục tê hoàng thượng, chỉ chỉ, sau đó nhìn tả dài âm một chút, ở một hơi rượu mà nói. Những người này là ai thế? Trễ như thế rồi, có mỗi một cái giường thế này, làm sao ấm bằng phòng của nàng được? Mau mau mau, thân thể của nàng còn chưa được tốt hẳn, không nên ngồi ở đây nữa, nhanh về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Tả dây âm vội vàng nói, lão già làm sao mà uống rượu thành như vậy rồi, còn không màu màu ra mắt vạn tế ra đi. Mạnh tiền sở định đứng dậy, ai ngờ lại ngã ngồi ở trên giường, cười lớn rồi nói. Nàng dẫn mặt với ta hả? Nếu quả thật là hoàng thượng tới, nàng lại dám đem giường lên đại sảnh ngồi nói chuyện sao? Người nào? Người nào? Ai là hoàng thượng? Lại nói đường kìm hoàng thượng, thường dần như là con, quan tâm dân chúng. Hoàng thượng thật làm sao có thể để cho vũ đình thiên sư, hoàng thượng yêu quý nhất, ngồi ở trong đại sảnh hàn huyền cầm một ngày trong khi nàng mới vừa sinh con xong sức khỏe còn chưa được tốt hoàng thượng cái gì mà hoàng thượng thật thật là chỉ chỉ cho tướng công của nàng thôi ta đây ta đây này nhìn đi tả dây âm vội vàng muốn đứng dậy giải thích giả tĩnh nói Thiên sư mau mau nằm xuống nghỉ ngơi thân thể của người không được tốt không cần đứng dậy nói chuyện đâu ở trong mắt của mạnh Thiên sở hắn biết giả tĩnh hoàng đế luôn luôn đem đạo sĩ tôn sùng như thần linh trong đại quốc mình bồng này chỉ có 12 ngự tứ thiền sư. Giải âm chẳng là những thiên sư duy nhất, hơn nữa còn là người trẻ tuổi nhất. Giả tính hoàng đế tự nhiên coi nàng như vật báu trong bảo khố. Mạnh thiên sở cũng không quản sắc mặt hoàng đế kia khó coi đến cỡ nào, tự do chỉ vào giả tĩnh nói. Giải âm, người này ta thật là cảm thấy giống như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Tả giải âm thấy sắc mặt hoàng thượng cũng thay đổi, đang muốn giải thích Chị Thanh nghiêm tùng đứng dậy, đi tới bên cạnh Hoàng thượng khom người nói. Hoàng thượng, ta thấy mạnh sư già kia, đại cái đã uống hơi nhiều rồi. Có câu nói thật là đúng, người không biết chuyện không đáng trách. Xin vạn tuế gia bớt giận. Tạ dây âm cũng khẽ mỉm cười nói. Vạn tuế gia thật ra thì tướng công bẩn đạo, ngày thường cũng không uống rượu như vậy. Bởi vì hôm nay là sinh nhật một vị huynh đệ trong nhà môn trước đây, cao hứng liền uống nhiều mấy chén. Kính xin vạn tuế gia thứ lỗi, sau đó, nàng đối với Mạnh Thiên Sở nói, Lão già, lão già đại khái là sai thật rồi, làm sao có thể để ra mắt đầy chứ, còn không nhanh nhanh lên dập đầu tỷ lễ với vạn tuế gia đi. Nghiêm Tùng nói, chúng ta đã gặp nhau qua rồi, ta cùng Mạnh Gia còn cùng nhau ở bên Tây Hồ tàn bộ Hắn còn mời ta ăn bột củ sen Cùng một cô nương, tên là gì anh nhỉ? À, tên là Tứ muội nữa đó. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy, làm bộ giống như nhớ ra, vội vàng từ trên giường đứng dậy nói hà hà nghiêm quản ra là người sao nghiêm tùng gật đầu cười sau đó nhìn qua hoàng thượng bên cạnh lại nói vị này chính là đường kim thánh thượng đấy người có biết không mạnh thiên sở trong lòng nghĩ đến nghiêm tùng này hôm nay ở trước mặt hắn nói trả thần phận của giả tĩnh là ý làm sao đằng suy tư trong nháy mắt tạ sẽ âm từ trên giường ngồi dậy đối với hoàng thượng lên tiếng nói kinh xin thánh thượng chớ trách Tướng công trong ngày thường cũng không như vậy bao giờ. Nhưng hơi uống rượu sẽ bị say, một khi say không nhận ra ai được. Đại phu nhân từ nhỏ là thành mai trúc má cùng với tướng công. Nghe đại phu nhân nói lại, nguyên nhân là tướng công nhà thần như vậy là bởi vì tướng công lúc nhỏ ăn trộm rượu đế trong nhà tự nấu để uống. Bởi vì lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, sau khi tỉnh liền bị bệnh thành ra như vậy. Đại phu nhân, tỷ nói có phải không? Tạ dạy âm mỉm cười nhìn Hạ Phượng Nghi, Hà vẫn nghi vội vàng gật đầu nói. Đúng, đúng, đúng vậy đó. Mạnh thiên sở hiểu ý tứ của tạ giai âm, cho nên đi tới trước mặt hoàng đế, tìm một cái ghế ngồi xuống, gần sát mặt giả tĩnh nhìn nhìn. Ngay cả nghiêm tung cũng vì hành động không biết trời cao đất dày của tiểu tử này mà sững sờ, toát mồ hồi lạnh, nghĩ thầm. Ta cũng đã nói cho người biết rồi, vị trước mặt này chính là đường kim thánh thượng, ngồi trí tôn. Đối với mạnh thiên sở ngươi, ta không phải biết là say thật hay say giả. Cho dù là hôm nay xảy đến không biết trời đất là gì, thì cũng không đến mức không hiểu lời nói của ta đấy chứ. Mạnh thiên sở chẳng những nhìn, thậm chí còn sờ sờ gương mặt trắng mập của giả tĩnh, giống như sờ một cái bánh bao mới vừa lấy ra khỏi lồng hấp thệ. Trong miệng sảng sảng nói, dài âm, nàng nhìn này, đây mới gọi là da chứ, bóng loáng như vậy, sơ thoải mái trần trù, mịn màng lắm. Nàng nhìn này, người này thiên đình ôm trọn, ánh mắt lấp lánh, ấn đường tỏa sáng, hơn nữa vảnh tài chạm vai, địch thị là người có phước. Ta dạy âm nhịn cười gật đầu, nghĩ tầm lão gia nhà nàng còn biết nói dễ nghe như vậy. Giả tính cho tới bây giờ cũng nghe rất nhiều lời nịnh nọt của thần tử dưới trướng rồi. Đó là bởi vì những người đó biết hắn là hoàng thượng, mà người trước mặt này, theo như lời tả dạy âm, hắn cũng không biết thần phận của mình. Nếu là không biết, như vậy, những đời khích đệ này dĩ nhiên là không có ý tứ nịnh bợ. Những người khích lệ này như vậy đối với giả tĩnh mới xem là trần quý chân thật. Mọi người thấy gia tĩnh cười cũng thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy mạnh Thiên sở đột nhiên đưa tay khoác lên trên bả vài gia tĩnh. Trời ơi! Trong thiên hạ, trừ cha mẹ của gia tĩnh, còn có người nào có lá gan lớn như vậy dám cùng hoàng thượng khoác vai và nói chuyện? Nghiêm tùng tiến lên thét lớn một tiếng. Mạnh thiên sở, người thật to gan. Nhưng Mạnh Thiên Sở cũng không thèm nhìn Nghiêm Tùng lên một cái. Giả dạ tính cũng hết sức rộng lượng, hướng Nghiêm Tùng khoát tay áo, khẽ cười nói. Nghiêm ái khanh, không nên lớn tiếng như thế. Mới vừa rồi Vũ Linh Thiền Sư cũng đã nói đó. Mạnh Thiên Sở khi say rượu, liền ai cũng không nhận ra. Nếu là không nhận ra, không xem quả nhân là hoàng thượng. Người lui ra đi, hắn chẳng qua là say rượu rồi, cũng không làm cái gì vượt qua quân thần trì lễ. Lui ra đi. Gia Tĩnh nhìn qua Mạnh Thiên Sở cười nói, người nói quả, ta là người có phúc, ngươi chẳng lẽ cũng cùng Vũ Đình Thiền Sư học xem nhân tướng cùng huyền học sao? Mạnh Thiên Sở cười hà hà, nhìn tả sai âm và những người khác một chút, lại nói, huynh đệ, ta nhìn ngươi rất quen mặt, giống như đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Gia Tĩnh gật đầu cười như cũ, nói tiếp, người đúng là đã gặp mặt ta, chúng ta ở bên Tây Hồ gặp nhau, ta còn mời ngươi ăn cơm uống rượu nữa đây mạnh thiên sở à lên một tiếng cũng không nhìn giả tĩnh mà nói dài âm các người làm sao còn đứng ở đây giả muốn nói chuyện nữ nhân đứng túm tụm ở đây là có ý gì nhanh đi về đi ngủ đi ngồi nguyên một ngày ở chỗ này cũng không thấy mệt mỏi sao giả tĩnh cảm thấy mạnh thiên sở lời này nói cũng rất có chi khí nam nhân vừa nhìn qua bốn phía quả nhiên một phòng này trừ bà vị phụ nhân của mạnh thiên sở còn lại chính là cùng nữ thái giám mà mình mảng đến thật giống như mở tiệc trà ở đây vậy. Dĩ nhiên, gia tĩnh cũng không biết tiệc trà là cái gì, chẳng qua tóm lại là ở đây quả thật quá náo nhiệt. Gia tĩnh liền nói, đúng vậy đó, vô địch tiền sư cả một ngày ngồi như vậy cũng hết sức mệt nhọc, hay là tiên sư sớm đi nghỉ ngơi đi, những người khác cũng đều lùi ra cả đi, lưu lại nghiêm ái khanh cùng hai thái giám ở bên hầu hạ là được rồi, để cho quả nhân, à để cho ta cùng mạnh thiền sở hào hào mà trò chuyện. Mạnh thiên sở nhỏ giọng kề vào tai của. gia tĩnh mà nói, chúng ta cũng đừng ở trong đại sảnh mà nói chuyện, đến tư phòng của ta đi, ta cho ngươi xem mấy thứ rất tốt, bảo đảm người sẽ rất thích. Bật quá, nữ nhân không thể nhìn thấy, có hứng thú hay là không. Gia tĩnh trong lòng hiếu kỳ, bỗng chốc là bị trêu trọc. Đại khái là chưa từng có người cùng mình thần mặt như vậy, vô tư sừng huỳnh gọi đệ. Cho dù là ở trong cung, các vườn già thấy mình cũng phải quỷ xuống thì lễ. Lúc nào cũng như thế Thời gian dài cũng làm cho người ta Cảm thấy không thoải mái trong lòng Tốt tốt, đi, đi nào, đi nào Giả tĩnh đứng dậy Mọi người thấy hoàng thượng đứng dậy Vội vàng rối rít quỷ xuống Ở đây chỉ còn hai người chưa cùng quỷ xuống Một người là tả dài âm Còn bởi vì nàng là vũ linh thiền sư Đã được ban thưởng Không cần hành lễ quần thần với giả tĩnh Một người nữa chính là mạnh thiền sợ Hắn và giả tĩnh đứng chung một chỗ thi thâm Tả chính là không quỷ đấy thì sao nào? Dù sao ta cũng đang say rượu cơ mà. Dù sao ta cũng không biết cái tên mập mạp này chính là hoàng đế. Người không biết thì không ai trách được. Nghiêm tùng thấy mạnh thiên sở còn đứng đó, mặt trừng trừng lên. Nhưng hắn vẫn cứ đứng đó. Gia tính nhìn mặt mạnh thiên sở bên cạnh một chút, cười nói. Nếu ngày mai khi người tỉnh đại biết chuyện tối hôm nay, không biết người còn có thể đứng thẳng tắp như vậy hay không? Mạnh thiên sở cười đùa nói. Nhiều người như vậy quỷ xuống thì lễ với ngươi. Nói rõ cho ngươi biết, ngươi và mạnh thiền sở ta giống nhau đều là người dân, có uy vọng. Nhưng ta là ở nhân hòa huyện này được vạn dân mến mộ, còn ngươi thì không. Giả tính thật là ngoài ý muốn nhìn mạnh thiên sở, không nghĩ tới cái tên sư già nhỏ nhỏ của nhân hòa huyện trước mặt này lại có được dân tâm. Đây là chuyện tốt, ít nhất là làm cho kẻ làm hoàng thượng như hắn cũng phải suy nghĩ. Nghiêm Tùng âm thầm kêu khổ thầy cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ơi là Mạnh Thiên Sở. Hắn là vua, ngươi là thần dân của hắn. Thế nhưng người lại nói cái gì mà ngươi và ta giống nhau cơ chứ? Cầu nói ấy là khi quân phạm thượng có thể tru di cửu tộc nhà người đó. Nhìn lại trên mặt giả tĩnh không có chút biểu tình, cũng không lộ ra hỉ nộ ai nhạc. Nghiêm Tùng liền đau đầu. Mạnh Thiên Sở, lần này ta cũng vậy không dám nói chuyện với người nữa rồi. Giả tĩnh dứt khoát ngồi xuống, Mạnh thiên sở nói, khoan hãy ngồi, mới nói xong, cùng đi với ta đến đây xem độ tốt, làm sao mới đến, người đã ngồi xuống rồi. Giả tĩnh cười nói, không vội không vội, người cứ ngồi xuống đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Mạnh cười trong phòng thấy giả tĩnh rất trịnh trọng, gọi mạnh thiên sở ngồi vào bên cạnh mình, ngay cả quy cũng không cần phải quy. Tả dài âm, thầm liếc mắt ra hiệu với mạnh thiên sở. Mạnh thiên sở tự nhiên là hiểu ý. Lúc giả tĩnh nghiêm túc, mình cũng đền nghiêm túc một chút, cho nên liền an phận ngồi ở bên cạnh vị hoàng đế này, nghe xem hắn nói cái gì, muốn hỏi mình cái gì đây. Chỉ nghe giả tĩnh nói, ta thấy người thiền tư thông tuệ, tâm trí hơn người, sao lại không tham gia khoa cử chứ? Mạnh thiên sở suy nghĩ một chút, sau đó nói, nam nhì chi tại bốn phương, mạnh thiên sở ta bình sinh đối với bát cổ văn trường là thứ chán ghét nhất. Ta thậm chí khinh thường cho những kẻ cả ngày ngồi ở nhà loay hoay bằng bằng chắc chắc, lại còn coi như là bạn tri âm. Mọi người vừa nghe thấy vậy cũng bị làm cho sợ đến muốn té xỉu. Chỉ nghe gia tĩnh thét lớn một tiếng, dùng sức vỗ bàn trả nói. Gan rỡ, khẩu khí của người thật là lớn. Vừa dứt lời, từ phòng ốc phía ngoài lao ra mười mấy tên cầm y vệ lao thẳng tới mạnh thiên sở. Mạnh thiên sở thấy gia tĩnh nổi giận, trong lòng cũng cả kinh, nhưng lời đã ở ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn là ra vẻ trấn tĩnh cười nói. Làm sao? Nghe không lọt lỗ tai sao? Muốn đánh nhau à? Giả tĩnh vừa nghe vậy, nghĩ thầm có gặp được kẻ trước mặt mình nói lời thật. Hơn nữa lần này, ra ngoài, hắn cải trang vi hành, cũng muốn nghe ngóng một chút dân tình, hiểu rõ một chút dân ý, không hẳn là không thể. Đây là giang sơn của chu gia, nếu thật sự có thể luyện thành tiên đàn trưởng sinh bất lão, thời gian làm hoàng đế sẽ kéo dài vô tận, giang sơn vững chắc, dân chúng giàu có, ngoại đình không đáng nhắc đến. Vị trí hoàng đế này làm mới thoải mái, lời thật tưởng nghe khó nghe, đạo lý này giả tĩnh hắn hiểu rõ. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn vung tay lên, lạnh lùng nói, lùi xuống cho ta. Ta dài âm cũng toát mồ hôi lạnh, hoàng đế này tính khí thất thường như thời tiết tháng 3. Nói đổi đã đổi ngay, nếu như thật sự tức giận, đừng nói là vũ linh thiền sư, cho dù ngươi là ngọc đế, sợ là giả tĩnh này cũng không thể bỏ qua. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo